Này em Này có dùng thuốc gì rồi? Anotin à? Anotin 10. Ôi trời. Tự dùng à? Không, em dùng theo đơn bác sĩ. Bệnh viện da liễu Trung ương. Dưới da của em bây giờ có hàng nghìn nốt mụn luôn đi em ạ. Nhiều lắm ý. Vâng. Sử dụng cái thuốc đấy đơn thuần thì anh nghĩ là nó không có ý nghĩa đâu em ạ. Vâng. Rất là khó. Mà điều trị của mụn trứng cá này là một cái điều trị tổng thể. Để tổng thể thì mới được chứ không thể điều trị như thế được. Mụn của em bây giờ là mụn viêm, mụn ẩn này, rồi rất là nhiều sẹo ở vết thâm rồi. Vâng. Cái này mình phải điều trị đúng nhé. Vâng. Một là bây giờ mình phải làm sạch này, thứ hai là xử lý kinh nghiệm mụn, thứ ba là kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là sau khoảng một tháng nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng và dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không cay nặng nhé. Vâng. Và em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Cái đấy khó không? Không, em bình thường vẫn ngủ trước 11 giờ. À ok, thế tốt quá nhá. Nhưng mà cái tình trạng mụn của em như này không thể để ấy được, mình phải điều trị ngay lập tức nha em nhé. Quá nặng luôn ý. Này, ngủ nghĩa các thứ này. Có kháng không kháng? Em thấy bên này nó cũng đỡ hơn. Đối với thâm. Ồ, bây giờ mụn nhiều như không còn nó em ạ. Bây giờ mình chỉ còn lại cái thâm thôi em. Vâng. Bây giờ này thôi, nhưng mà cái mụn thịt ở mắt em có này, kháng. Xung quanh mắt em có nhiều mụn thịt không? Em biết cái mụn thịt không? Không. Mụn thịt hay người ta gọi là uống tiếng mồ hôi. Xung quanh mắt em nhiều cực luôn. Cả mắt trên mắt dưới đều có. Thì anh cho em xem gương nhìn này sẽ thấy rõ. Tuy nhiên là cái mụn trứng cá thì đỡ nhiều rồi em ạ. Vâng. Nếu em tự đánh giá thì được khoảng bao nhiêu phần trăm? Khoảng tầm 70-80%. Ừ, thử sức đấy. Khá là ổn đấy em ạ. Có kháng không kháng? Em thấy bên này nó cũng đỡ hơn. Đối với thâm. Ồ, bây giờ mụn nhiều như không còn nó em ạ. Bây giờ mình chỉ còn lại cái thâm thôi em. Vâng. Bây giờ này thôi, nhưng mà cái mụn thịt ở mắt em có này, Khang. Xung quanh mắt em có nhiều mụn thịt không? Em biết cái mụn thịt không? Không. Mụn thịt hay người ta gọi là uống tiếng mồ hôi này. Xung quanh mắt em nhiều cực luôn. Cả mắt trên mắt dưới đều có. Thì anh cho em xem gương nhìn này sẽ thấy rõ. Tuy nhiên là cái mụn trứng cá thì đỡ nhiều rồi em ạ. Vâng. Nếu em tự đánh giá thì được khoảng bao nhiêu phần trăm? Khoảng tầm 70-80%. Ừ, thử sức đấy. Khá là ổn đấy em ạ. Yeah.